Em chào mấy anh chị cô chú ha. Thì hôm nay có cái khuôn mới mấy anh chị, cái chân đôn của lục giác 70, chân đôn quỳ đôn kỷ mấy anh chị. Thì hôm nay em làm clip, sẵn em làm clip mới lại báo giá lại trong năm 2021 này cho mình luôn. Thì cái này lục giác 70 hàng Việt Nam. Cái này hoa văn nó có ba hoa văn mấy anh chị. Mỗi mặt của nó là ba hoa văn khác nhau, phối nhau là mỗi cứ hai hoa văn giống nhau, hai hoa văn giống nhau đó. Nói chung là cúc trúc mai, nó có hoa văn cúc trúc mai đó, ba mặt hoa văn cúc trúc mai phối với ba mặt hoa văn cúc trúc mai. Cái này là lục giác 70 hàng Việt Nam nha. Nhựa của nó thì khá là dày, nhựa nó khá là dày. Khuôn này khác khuôn Trung Quốc, khuôn 70 Trung Quốc á, thì nó là hoa văn sen vịt, hoa văn sen vịt với hoa văn cây trúc hay sao đó. Thì em không có nhập hoa văn, không có nhập khuôn 70 Trung Quốc, em nhập khuôn Việt Nam. Khuôn Việt Nam thì nhựa nó khá là dày, mấy anh chị nhìn cái cạnh này là thấy rồi. Đó. Thì hôm nay năm nay thì mới ra cái chân quỳ, cái chậu này mới ra chân quỳ thì em phải làm clip báo giá lại cho mấy anh chị ha. Cái chân quỳ giống như mấy cái chậu lục giá 60, 45 rồi đó, 65 rồi đó. Thì trước là nó có cái chân bệ này nè. Thì này nó có thêm chân quỳ, nếu mà có thêm chân quỳ thì em ít bán chân bệ lắm, tại chân bệ khó tháo hơn chân quỳ. Cái chân quỳ này cải tiến nó cũng dễ tháo lắm. Đó là chân quỳ theo em thì nó vẫn đẹp hơn chân bệ. Đó là chân bệ thì anh chị nào thích chân bệ thôi. Đây là chân bệ nó. Bây giờ em báo giá cho mấy anh chị ha. Thì cái lục giác 70 này á, lục giác 70 cúc trúc mai hàng Việt Nam này á, lòng trong của nó là 6 mảnh ghép lại nha. Khuôn Việt Nam thì cái chân này cũng có lòng trong ghép lại. Đây lòng trong của nó đây. Đó mình ghép lại thôi. Thì lòng ghép này mình có thể sử dụng máy hơi bắn lên cũng được, hoặc là mình nạy gốc vẫn lên bình thường hết, nó không sao hết. Thì ráp lại nó liền một khối lại, mình cứ để vậy mình xài thôi. Con này là hoa văn của nó, hoa văn cúc trúc mai này cũng có đổ một lần rồi, chân bệ rồi. Đó cái này là 70 ha, nhựa là khá là dày luôn. Rồi bây giờ em báo giá mấy anh chị ha, lục giác 70 chân quỳ thì là 2 triệu 6 bao ship. Ngồi xuống đó. Lục giác 70 chân quỳ này á là giá 2 triệu 6 bao ship, tặng một lon sơn đô phin ha, một lon sơn láng mịn đô phin. Đó, còn chân bệ thì nó rẻ hơn 100 ngàn mấy anh chị. Chân bệ thì 2 triệu rưỡi bao ship tặng một lon sơn đô phin. Thì mình có thể chọn chân quỳ hoặc là chân bệ tùy ý mình. Thì cuối video này em sẽ chèn cái chậu hoàn thiện á, chèn mấy cái hình hoặc là video hoàn thiện. Trước em có đổ cái lục giác 70 này ra cho mấy anh chị coi. Ở cuối video mấy anh chị theo dõi đến cuối video là có cái chậu hoàn thiện sơn xong á. Cái chân quỳ này nó mới quá, em mới nhập về được mấy ngày à. Nên là em chưa có thời gian đổ cho mình coi. Còn sắp tới em sẽ đổ cho mình coi. Còn cái chân bệ này lúc trước em có đổ rồi, em có sơn xong xuôi hết rồi. Ok, để em bỏ qua chân bệ cho mấy anh chị coi thử ha. Sẵn em báo kích thước cho mấy anh chị luôn đã. Cái chân quỳ này với cái chân bệ này kích thước nó cũng tương đương à. Nó cao tầm 25 cm, nó cao từ dưới đất lên cái chân là tầm 25 cm. Cái chậu thì cao tầm 50 cm, phủ bì là 70 cm ha. Cái chậu chiều cao của cái chậu là 50 cm, tính từ cái chân á, từ cái chân giả đó lên á 50, phủ bì của nó là 70 cm, tính luôn cạnh á đó. Đó, tính từ chân quỳ lên luôn hết á thì là 75 cm. Thì chân bệ nó cũng tương đương à, nó cũng na ná à, là cũng tầm 75 70. Đó, chiều cao 75, rộng 70 cm, hoa văn là cúc trúc mai. Rồi để em bỏ qua đây cho mấy Thì chị coi. Mình bỏ qua cái chân bệ. Cái chậu 70 này, cái chân quỳ hay chân bệ của nó, mình để cái chậu lên đó, nó khít rịch luôn, nó khít ra sát mí luôn. Ha, nó khít ra sát mí luôn nha mấy anh chị. Tại vì nó xài đúng chân của nó, bên nhà sản xuất họ sản xuất là xài cho đúng chân của nó luôn. Nên là nó khít rịch luôn. Đó, để lên là nó cân đối khít rịch luôn, đẹp luôn. Còn ví dụ như lục 45 á, xài chung chân quỳ với 50 á, thì nó sẽ vô xíu. Nhưng mà vẫn đẹp, nó vẫn cân. Còn cái này là nó khít rịch, siêu đẹp luôn. Thì vừa có chân quỳ vừa có chân bệ, anh chị nào thích chân nào thì mua thôi. Cái chân quỳ thì 2 triệu 6 bao ship tặng lon sơn, chân bệ thì 2 triệu rưỡi bao ship tặng một lon sơn, nó tùy mình lựa chọn thôi. Hoa văn của nó là cúc trúc mai hàng Việt Nam, lòng trong 6 mảnh ghép lại đó. Em báo chi tiết hết, chiều cao của nó phủ bì, chiều cao của nó từ chân lên đó là 75 cm, phủ bì là 70 cm. Chậu hoàn thiện để mấy anh chị coi khúc cuối video giúp em ha. Rồi anh chị nào cần mua thì liên hệ hai số điện thoại trên màn hình cho em ha. Anh chị nói rõ cho em cái chậu nào ha. Chậu này là chậu lục giác 70 hoa văn cúc trúc mai của Việt Nam. Rồi anh chị muốn lấy chân quỳ hay chân bệ thì báo em. Không chân thì cũng báo em luôn. Còn muốn mua chân riêng, chân quỳ riêng thì cũng báo em luôn. Thì em báo giá sau. Thì em báo cả bộ thôi. Còn anh chị nào muốn mua lẻ thì em sẽ báo sau. Rồi, cảm ơn anh chị đã theo dõi video này. Anh chị nào cần mua chậu này thì liên hệ số điện thoại trên màn hình cho em. Rồi khúc cuối mấy anh chị coi cái chậu hoàn thiện em đổ, lúc em đổ lên chân bệ em sơn hoàn thiện cho anh chị. Rồi anh chị coi tham khảo. Thì chân quỳ nó cũng vậy thôi, nó giống mấy cái lục giác 60 rồi đó. Rồi em cảm ơn mấy anh chị cô chú đã theo dõi video này nha. Thì sắp tới mình đăng ký theo dõi, sắp tới em sẽ thông báo hết tất cả các kiểu kiểu khuôn chậu luôn, giá của năm 2021
ha. Lúc trước thì giá khác nó giá nó lên xuống dao động tùy thời điểm lắm, nhưng mà năm mới thì mình làm giá mới lại, mình làm đăng video mới lại cho anh chị mua cho nó dễ tham khảo, với lại với mấy video cũ nhiều khi nó trôi nữa, nó nhiều video lắm nó trôi mất. Rồi em cảm ơn mọi người. Đây là chậu lục giác 70 trưng bày hoa văn là mai cúc trúc, sơn nền xám đen giả đá nha mấy anh chị, sơn nền xám đen ok giả đá granite phủ bằng keo ống nước super clear, xài thì xài nhũ vàng 24k nhãn ok 24k hạt to.